Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt lễ mùng 2 tháng 9 cho 22 đồng chí cao tuổi đảng trong đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ cơ sở. Bí thư tỉnh ủy An Giang bày tỏ sự trân trọng các đồng chí cao niên tuổi đảng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp, đồng thời mong muốn các đồng chí nhận được huy hiệu đảng tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tiếp tục xây dựng đảng chính quyền hệ thống chính trị xứng đáng là chiến sĩ cộng sản kiên trung và có nhiều đóng góp trí tuệ tâm huyết kinh nghiệm vào sự phát triển của tỉnh xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh và quê hương an giang ngày càng phát triển Nhân dịp này, tỉnh ủy An Giang đã trao tặng và truy tặng huy hiệu đảng cho 279 đảng viên, trong đó huy hiệu 65 tuổi đảng cho 4 đảng viên, 55 tuổi đảng cho 7 đảng viên và 50 năm tuổi đảng cho 11 đảng viên. Sáng qua tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đồng chí Khăm Phan Phở Nhạ Vông, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào Việt Nam. đồng chí khăm phan phởi nhạ vông cho rằng đây là dịp để tăng cường trao đổi bài học kinh nghiệm về lý luận thực tiễn cũng như trao đổi thông tin về đường lối tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước đồng thời là hoạt động củng cố tăng cường sự tin cậy phối hợp chặt chẽ thường xuyên trong các vấn đề mang tính chiến lược giữa hai đảng hai nhà nước giúp điều chỉnh cơ chế hợp tác về chính trị ngoại giao ngày càng đi vào chiều sâu tại hội thảo các đại biểu đã tham luận và ý kiến phát biểu liên quan tới bài học kinh nghiệm trong hợp tác lý luận thực tiễn gồm quan hệ hợp tác trong nghiên cứu lý luận, thực tiễn giữa hai đảng, 60 năm quan hệ ngoại giao Lào Việt Nam, hợp tác trong xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Lào Việt Nam, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam Lào, hôm qua đoàn công tác của Hội Nhà báo Lào đã đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng trong không khí thân mật, hội nhà báo Hải Phòng cho biết luôn trân trọng và vun đắp mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung cũng như những người làm báo Hải Phòng với các bạn đồng nghiệp Lào. Tại cuộc làm việc, hội nhà báo Lào và hội nhà báo Hải Phòng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục trao đổi, hợp tác, giao lưu giữa hai bên trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau và ngày càng hiệu quả. Chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027, tại Hà Nội hôm qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức khai mạc triển lãm Hệ sinh thái nhân đạo. Triển lãm là sự tổng hòa sinh động các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trên suốt hành trình nhân ái với bề dày lịch sử hơn 75 năm thông qua các hình ảnh tư liệu ở mỗi thời kỳ, đồng hành với mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước. Các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất, sâu lắng nhất về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, sự đồng hành hưởng ứng của nhân dân và những đóng góp thầm lặng, những giá trị nhân đạo cao đẹp của mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ đã cống hiến cho cộng đồng vì một xã hội nhân ái và tốt đẹp hơn. Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, trong giai đoạn mới, các cấp hội chữ thập đỏ quyết tâm đổi mới đột phá, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong xã hội góp phần vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, viết tiếp bài ca truyền thống chữ thập đỏ Việt Nam. Cũng trong chiều nay, phiên nội bộ của Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với các hoạt động như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội, tổ chức diễn đàn hệ sinh thái nhân đạo. Thưa quý vị, hôm qua ngày 29 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định số 1010 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 1.374 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bình Định, Phú Yên để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2022. Tỉnh Bình Định được hỗ trợ hơn 1.290 tấn gạo, tỉnh Phú Yên được hỗ trợ hơn 84 tấn gạo. Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2022, TechFest Việt Nam 2022, sáng qua Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Lai Châu đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn đàn trực tiếp và trực tuyến Thanh niên với Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo. Chương trình được tổ chức từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu tới 90 điểm cầu cấp huyện, cấp xã. Xin được trân trọng giới thiệu tại diễn đàn thanh niên lai châu giao lưu với các lãnh đạo các chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo và đoàn của bộ khoa học và công nghệ với các nội dung trọng tâm trao đổi chia sẻ những khó khăn, đề xuất của thanh niên trong khởi nghiệp, kinh nghiệm xây dựng các tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hiên kế xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với đặc thù của tỉnh Lai Châu, các giải pháp thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Diễn đàn đã ra mắt câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Lai Châu với hơn 150 thành viên, trao tặng chứng nhận và phần thưởng cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Sáng qua, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông vui trung thu và tự trường an toàn về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Tại Phú Yên, tỷ lệ tiêm chủng liều cơ bản cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt cao và đang khẩn trương hoàn thành việc tiêm liều thứ ba và thứ tư cho nhóm tuổi này. Tuy nhiên đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là né tránh tiêm vaccine ở một bộ phận người dân, đơn vị. Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em được đến trường học tập bình thường, an toàn. Phụ huynh học sinh, thầy cô giáo yên tâm, chúng ta cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tiêm vaccine và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhân dịp này, Tổng công ty Dược Việt Nam đã trao tặng học bổng 70 triệu đồng cho học sinh trường chuyên tỉnh Phú Yên và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Mới đây, chương trình khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý da, thẩm mỹ do Bệnh viện Gia Liễu Trung ương tổ chức đã thu hút nhiều người dân tham gia. Các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện đã có những chia sẻ cụ thể từ thực tiễn, từ những bệnh nhân đã gặp biến chứng do làm đẹp sai cách để giúp cho người dân nắm được kiến thức cơ bản nhất trong việc chăm sóc làn da tại nhà. Hiểu được tầm quan trọng của việc điều trị bệnh lý da, thực hiện thẩm mỹ làm đẹp tại các bệnh viện uy tín để bảo đảm sự an toàn. Ngoài ra, tại chương trình tháng 8 có hẹn với Thanh Xuân, Người dân sẽ được các bác sĩ soi chiếu, khám da bằng những kỹ thuật hiện đại để có hướng điều trị chúng đích.